Xin chào mừng quý cô chú và các anh chị, mình đang đến với chương trình Nhà đẹp Dùng Gian. Và nếu quý cô chú và các anh chị nào chưa đăng ký cái YouTube Nhà đẹp Dùng Gian thì hãy vui lòng nhấn vào nhịp phím đăng ký để mình có thể theo dõi kịp thời những căn nhà mà em sẽ quay và giới thiệu đến với cô chú và các anh chị mình ở Dùng Gian nha. Và hôm nay thì cũng như thường lệ em sẽ quay cho quý cô chú và các anh chị một căn nhà có rất là nhiều ưu điểm. Đặc biệt là đầu tiên là đường đi vào nhà rất là dễ luôn, rất là thoáng. Như quý cô chú và các anh chị thấy là ở đây em có một dãy là 5 căn, thì ở đây mình còn chỉ còn 2 căn thôi. Em chưa kịp quay là đã bán hết rồi, đã còn chỉ còn 2 căn thôi nên em tranh thủ quay cho quý cô chú và các anh chị mình. Nên quý cô chú và các anh chị mình hãy chú ý theo dõi, chịu khó theo dõi thêm một vài phút nữa thì mình để xem được cái kết cấu căn nhà nha. Rất là nhiều ưu điểm. Và đường trước nhà là đường xe hơi và đường nhựa 6m, rất là thoải mái, rộng rãi và dễ đi. Cách khu công nghiệp Cầu Tràm chỉ 3 phút đi xe máy. Rất là thuận tiện luôn, gần khu công nghiệp thì rất là sôi nổi ha. Và cũng như là nhà của mình hiện tại là căn nhà này, và nhà này nhà hướng Tây. Và ở trước nhà của mình á, thì có một cái sân, cho nên là mình có cái cổng ở đây rất là chắc chắn và dễ sử dụng luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Đây là cổng nhà mình, là cửa sắt sân tĩnh điện. Và phía ở trong này thì ở trước nhà mình có một cái thềm nhỏ luôn. Nó rất là nhiều khoảng không gian để mình có thể sử dụng. Và em xin thông tin luôn là nhà của mình có diện tích là ngang 4 và 20, và đường trên sổ có hiển thị rất là lớn luôn, nên quý cô chú và các anh chị mình có thể thoải mái mình vay ngân hàng ha, ngân hàng hỗ trợ cho mình khi mua căn nhà này. Và ở trước nhà mình thì sân là 4m, và đi vào bên trong này thì ở bậc tiền thì cũng được ốp gạch để bảo vệ tường mình ở trước nhà, bảo vệ được lâu dài cũng như là bền bỉ và sạch đẹp lâu dài hơn. Và cửa chính của nhà mình là cửa sắt sân tĩnh điện 4 cánh. Nó theo cái xu hướng hiện giờ là cửa sắt sân tĩnh điện ha. Và có kính cường lực luôn. Ở sau này mình có làm cái cửa cuốn ở ngoài thì có thể làm cửa cuốn ngoài, hoặc là sau này em sẽ tặng cho quý cô chú và anh chị mình cái bộ rèm ở bên trong. Cũng rất là sang trọng. Và bên trong này, cái phòng khách này mình có thể để xe hơi thoải mái ha. Rất là rộng luôn. Đi vào chiều sâu là khoảng 6m rưỡi ha. Rất là thoải mái để cho mình có thể để xe hơi nè, hoặc là bày trí nội thất gì theo tự do, theo ý thích của mình. Rất là dễ dàng mình có thể lựa chọn. Cũng như là trần nhà ở đây là trần thạch cao, nguyên khối và được giật cấp, cũng như là được trang trí những cái chi tiết cũng khá là đơn giản và đầy đủ thiết bị ánh sáng, chiếu sáng cho nhà mình. Thiết bị điện nước là đầy đủ ha, nhà mình điện nước riêng, đầy đủ sổ hồng riêng. Và ở đây dưới chân cầu thang thì em có làm sẵn cho mình cái tủ gỗ mà sơn màu trắng để nó đồng bộ với nhà mình, để không có bị nhà mình không có thấy lủng củng ha. Nó rất là tiện lợi, mình có thể làm nhà kho ở dưới này. Ở đây là cái chân cầu thang dẫn lên lầu. Cũng theo xu hướng hiện giờ là tay vịn cầu thang là tay vịn bằng gỗ nè. Rồi vách là kính cường lực, cũng như là bậc cầu thang là đá hoa cương. Và bước là một cái bậc tam cấp thì mình sẽ lên được cái qua một cái không gian khác. Thì trước khi qua trong không gian khác thì mình có một cái bức tường, cái vách ngăn này đây. Đây là có một cái vách, những cái khung cửa vừa trang trí mà giờ mình có thể tận dụng để đồ đạc ha. Rồi phía bên trong này thì mình có được cái nhà phòng bếp. Phòng bếp cũng khá rộng rãi, mình có thể để bàn ăn hoặc là không, tùy thích. Thì mình có thể để thoải mái luôn. Đây là những cái tủ gỗ của mình. Mình có tủ trên và tủ dưới. Được trang bị mình cũng là sơn màu trắng luôn, rất là thoáng, rất là sạch, nhìn rất là đẹp ha. Có đây là tủ thờ cho mình luôn. Và phía bên vách này là có dán gạch cho mình sạch sẽ, vừa trang trí mà vừa sạch sẽ, rất là đẹp mắt. Mặt bằng bếp cũng khá là rộng rãi. Vào đây là khoảng 8 tấc ha. Và mặt đá hoa cương chắc chắn. Bên đây thì cũng có bồn inox 304 2 gian. Nhà mình điện nước đầy đủ, rất là mạnh mẽ. Và mình có thể sử dụng thoải mái luôn. Và trên trần nhà của mình cũng là có trang bị đầy đủ cái thiết bị chiếu sáng cũng như là trần thạch cao giật cấp. Và ở cuối nhà mình có một cái giếng trời, một cái giếng trời ở sân sau cũng khá là rộng rãi. Ở đây mình có thể để máy giặt nè. Ở đây cái cửa mình có cái mái che luôn. Nó trời hôm nay rất là đẹp luôn. Và ở phía này thì có nhà vệ sinh cũng vừa phải ha. Cũng em cũng ốp gạch toàn bộ cũng như là thiết bị chiếu sáng đầy đủ cái thiết bị cần thiết cho nhà vệ sinh mình. Ở bên này mình để máy giặt nè. Phơi đồ ở đây luôn cũng được. Thoải mái luôn, nhà mình đầy đủ sân trước sân sau luôn. Và ở trên là mình còn ở trên lầu nữa, thì bây giờ quý cô chú và các anh chị mình hãy cùng em đi xem tiếp. Ê.
Dạ, bước lên cầu thang thì ở phía sau cầu thang thì sẽ có một cái phòng ngủ. Thì ở đây, ở vách ở đây thì em có dán tường cho mình những cái hoa văn của hoàng gia ha, rất là sang trọng và sạch sẽ cho nhà mình. Và ở phòng trên này thì phòng của mình được bảo vệ bởi cánh cửa gỗ rất là chắc chắn và bền bỉ, cũng như là cách âm tốt. Và ở bên đây thì mình có một cái phòng ngủ diện tích khoảng 15-16 m² ha. Và ở đây mình có được hai cái cửa sổ. Đó, hai cửa sổ này mở ra rất là nhiều gió, rất là thoáng luôn. Và bên ngoài cửa sổ này em cũng có trang bị cái mái che cho mình luôn rồi, rất là an toàn cho cái phòng của mình. Đó, trang bị đầy đủ thiết bị chiếu sáng nè, cũng như là cái cửa sổ có mái che luôn. Và ở giữa hai phòng ở trên đây thì mình sử dụng chung cái nhà vệ sinh này, rất là rộng rãi và thoải mái. Em làm ốp gạch toàn bộ luôn ha, cũng đầy đủ thiết bị chiếu sáng cũng như thiết bị cần thiết cho nhà vệ sinh. Và phía trước này thì mình có cái phòng này cũng là cửa gỗ hay làm đồng bộ luôn. Và bên này thì phòng này thì rộng hơn, khoảng 16-20 m², và cũng có được dán tường nè, rồi có ban công, có cửa sổ. Và phía bên này là ban công của mình, rất là rộng rãi. Thành ban công thì em làm cũng lên trên 1m2 ha, cũng rất là an toàn cho nhà mình và rất là đẹp. Đó, ban công này mình có thể trồng thêm cây cũng được, em thấy rất là rộng. Xung quanh đây thì dân cư cũng khá là đông đúc rồi, đang mọc lên từng ngày luôn. Cũng vừa phải để mình sinh sống ở đây. Mình muốn kinh doanh ở đây em nghĩ là cũng được luôn. Và quý cô chú và các anh chị, mình vừa rồi đã tham quan xong căn nhà của ngày hôm nay. Thì em thấy căn nhà này rất là tốt, nên quý cô chú và các anh chị mình hãy tranh thủ giá của căn nhà là 2 tỷ 100 triệu. Và quý cô chú và anh chị mình yêu thích thì hãy liên hệ ngay và để xem ngay và sở hữu cho mình căn nhà như thế này. Thì em thấy rất là hiếm, như là đường xá rộng rãi nè, có sân trước sân sau, nhà rất là rộng rãi luôn. Nên nằm ở gần khu công nghiệp Cầu Tràm nha quý cô chú và các anh chị. Và hẹn gặp lại quý cô chú và các anh chị mình những căn nhà tiếp theo.